Chào anh. Chào cô. Thưa ông, có ông Sáu chờ gặp ông trong sảnh. Vậy à? Gặp tôi có chuyện gì không? Dạ, ông ta không nói. Cảm ơn. À, khoan đã. Một lát nữa lên phòng tôi lấy mẫu chữ để ở bàn giấy đó, rồi ra đặt làm bản chữ mới cho tôi nhé. Dạ. Cảm ơn. Anh Sáu. Chào anh. Anh trai gặp tôi có chuyện gì vậy? Tôi muốn anh bố trí cho tôi cuộc họp hội đồng quản trị trong tuần này. Vậy à? Để làm gì? Cô Mai sẽ thông báo rút khỏi công ty. Cái gì? Rút khỏi công ty? Điên. Điên rồi. Anh Năm Thành là người có công lao lớn nhất gây dựng công ty này. Anh mới vừa mất chưa được bao lâu, tự nhiên cô con gái đòi rút cổ phần ra khỏi công ty là sao? Anh là cố vấn của cô ta, anh phải giải thích cho cô ta hiểu chứ. Anh phải để cho chuyện này xảy ra chứ. Xin lỗi nghe, tôi không phải là nhân viên của anh. Anh đừng có nói chuyện với tôi theo cái kiểu ra lệnh như vậy. Đi hay không là quyền của cô Mai. Tôi xin lỗi. Anh hiểu lầm ý tôi rồi. À, chắc là anh còn giận tôi cái buổi họp nội bộ vừa rồi chứ gì, phải không? Anh em trong công ty có gì nói nhau, đừng có giận như vậy. Sở dĩ tôi phản đối việc anh Ba Hậu lên làm giám đốc công ty, đó cũng vì là lợi ích chung thôi. Anh là người có học, anh phải hiểu chuyện đó chứ. Mình mà để cho anh Ba Hậu làm giám đốc công ty này thì còn được trò trống gì nữa. Chuyện hôm nay đẩy Ba Hậu chứ tôi tin gì thì tôi biết. Tôi đâu phải là đứa con nít, đừng đem lợi ích chung để nói chuyện với tôi. Bây giờ anh nên lo cái chuyện sắp tới đi. Tôi biết chắc chắn anh và các cổ đông nhỏ không đủ sức để mua cổ phần mà cô Mai đang nắm giữ. Hiện đã có một tập đoàn đang sẵn sàng nhảy vô. Anh chuẩn bị tinh thần đi để làm việc với ông những ông chùm lớn. Khoan đã. Anh Sáu. Anh Sáu, ngồi xuống đi. Chuyện gì mình cũng bàn bạc được mà. Tôi không còn gì để bàn bạc. Anh Sáu. Anh Sáu, hãy nghe tôi nói nè. Anh hãy nghe tôi nói nè. Anh Sáu à, nếu anh thuyết phục cô mà anh ở lại, vị trí phó giám đốc sẽ là của anh. Hãy tin nữa tôi, hãy tin nữa tôi nè. Không, tôi không bao giờ làm việc với ông. Ông quên điều đó đi. Tôi chịu không nổi rồi. Anh Sáu à, anh Sáu, tại sao anh không làm với tôi mà lại sẵn sàng hạ mình làm cho thằng ngốc nghếch như Ba Hậu chứ? Hay là vì mục đích riêng tư nào đó? Có đúng vậy không? Có đúng vậy không? Điều đó thì thời gian sẽ chứng minh. Tôi không cần giải thích cho ông. Điên. Đồ điên!
Ba. 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 Mày đi đi. Mày đừng bao giờ về cái nhà này nữa. Tao từ mày luôn. Tao từ mày luôn. Ba. Ba ơi, hôm nay con về đây là để tạ lỗi với ba. Ba giết con chết cũng được. Cho con vô nhà đi ba. Mày đi đi. Tao không có đứa con như mày. Mày đã đi theo Nam Tri thì mày không phải là con của tao. Mày về mày nhắn với Nam Tri, sẽ có một ngày hai nhân này quay lại trả mối hận ngày xưa. Mày nhớ lấy điều đó. Có chuyện gì vậy ông? Một từ nữa về, bà không được mở cửa cho nó vô. Bà mà mở cửa cho nó vô, tôi giết nó chết á. Tư. Về đi con. Có chuyện gì rồi từ từ nói. Về đi nha con. Con chỉ muốn gặp ba một lần thôi. Con muốn xin lỗi ba thôi mà má. Má nói với ba giùm con đi má. Mày không cần phải xin lỗi tao. Mày có biết mỗi lần tao nghĩ đến chuyện mày làm việc cho nhà Nam Tri là lòng tao đau như thế nào không? Đi đi. Tao không có đứa con như mày. Ba. Nghe lời má. Con đi đi. Có chuyện gì rồi sau này từ từ hẳn nói. Nghe con. Má xin con đi đi nha con. Mai mốt ba con hết giận rồi, má nói giúp giùm cháu nha. Bây giờ một người thì đóng cửa, một người thì đứng ở ngoài vậy nè. Má biết làm sao đây. Con thương má. Con nghe lời má. Đi đi nha con. Má ơi. Má cho con gửi thằng cho Út nha má. Khi nào ba cho thì con sẽ về thăm má với em nha má. Thôi con đi đi. Con đi nha má. Thank you.
Trước có Út nhà nó thích ăn món canh này dữ lắm, nhưng mà lâu rồi không biết nó còn thích ăn không nữa. Sao bà không hỏi cô Út một tiếng đi rồi hãy nấu? Từ bữa về đến nay nó có mở miệng nói câu nào đâu. Tôi lo quá đi. Ông nhà tôi thì đóng cửa suốt ngày, tôi chỉ sợ nó bỏ nhà đi một lần thì không biết đâu mà tìm. Có lẽ cô Út buồn chuyện gì đó cho nên ít nói. Mà những lúc buồn như vậy á hả, là người ta hay làm bậy lắm đó bà. Chị nói tôi mới nhớ đó. Thôi, để tôi đem tiếng canh lên cho nó. Chị nấu tiếp giùm tôi nha. Dạ, bà để đó con làm cho. Nhàn ơi, Nhàn ơi, Nhàn à, Út Nhàn ơi, mình ơi, mình ơi, mình ơi, Út Nhàn ơi, mình ơi, có chuyện gì vậy? Mình ơi, con Út bây giờ còn tắm, tôi kêu nó, nó sao? Nó không mở cửa, mình ơi, con ơi, con ơi, con, Út Nhàn ơi, con ơi. Con ơi! Trời ơi! Bà chết nha! Con ơi! Con! Đang sống ở Sài Gòn, bây giờ về Cà Mau sống, em có buồn không? Anh yên tâm đi, em chịu đựng được mà. Anh cứ lo làm việc cho tốt đi, đừng có lo cho em. Anh hứa với em, anh sẽ làm tốt nhất để không phụ lòng tin tưởng ở ba em. Anh làm việc này không phải chỉ cho ba em đâu, mà còn cả cho ba anh nữa. Em thấy chú hai đặt nhiều niềm hy vọng từ anh lắm. Bây giờ trách nhiệm của anh rất là lớn, anh không được làm mọi người thất vọng đó. Em biết trách nhiệm lớn nhất của anh là gì không? Với anh, trách nhiệm lớn nhất là không chỉ làm cho ba anh và ba em hài lòng. Anh xuất thân là một nông dân, anh rất hiểu đời sống của người nông dân quê mình. Lần đầu tiên về quê đầu tư, anh muốn công ty mình phải tạo điều kiện công việc tốt nhất cho họ. Anh nghĩ đó là trách nhiệm lớn nhất của anh. Bây giờ anh khác xưa nhiều quá, suy nghĩ cũng thay đổi, không còn là cái anh chàng lãng tử trên sông mà lúc trước em gặp nữa. Em không thích anh như bây giờ nữa? Không phải, ý em nói là chị thấy anh khác thôi. Có lẽ công việc đã từ từ làm anh thay đổi. Ngày xưa nguyện vọng của anh là được đi hát, anh rất ghét công việc kinh doanh. Nhưng không ngờ bây giờ anh lại làm công việc đó. Số phận đúng là rất trớ trêu. Vậy chuyện anh gặp em có phải là số phận trớ trêu không? Rất trớ trêu nữa là khác. Trước khi nhận lời em, anh nghĩ anh sẽ kết hôn với một người con gái khác. Vậy mà bây giờ ngồi kế bên anh là một cô tiểu thư con nhà giàu mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến. Vậy bây giờ cô gái đó đâu rồi anh? Anh không biết.
sau lần cô gái đó gặp ba em đã lặng lẽ ra đi. Từ đó anh không còn được liên lạc với cô ấy nữa. Giờ đây đối với anh, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Có khi nào ba em nói gì làm cô ta giận rồi bỏ đi không? Không đâu. Chính cô gái đó đã đưa ba em đến gặp anh mà. Có lẽ gì. Nhưng thôi, cái đó là chuyện qua rồi. Hãy cho nó trở thành một kỷ niệm đi. Thì mình có làm sao không? Bác sĩ hẹn gặp đi mình, có chuyện gì không vậy? Con Út sao rồi? Nó khỏe lại chưa? Nó đỡ hơn rồi. Nhưng mà năn nỉ hoài, nó mới ăn được một chén cháo thôi. Nó có nói chuyện gì không? Nó không nói câu nào hết đó. Tôi lo quá mình ạ. Vừa rồi mình gặp bác sĩ, ông ta nói sao? Bác sĩ nói trong máu của con Út bị phản ứng dương tính với ma túy. Trời đất. Không sao đâu, bà đừng lo. Nếu nó có nghị lực, có thể vượt qua được mà. Vậy mình phải làm sao bây giờ hả mình? Tôi sẽ nói chuyện này với nó. Tôi sẽ thuyết phục nó vào trại cai nghiện. Mình ơi, có cách nào đừng đưa vô trại cai nghiện được không? Đưa vô trại tội nghiệp nó lắm. Bà sao vậy? Con thấy trong người sao rồi? Ba đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của con. Có người cho rằng hành động tự tử như vậy là bất hiếu. Con muốn làm như vậy có nghĩa là con đã nhận ra sai lầm của mình. Con đã ân hận. Nhưng con chọn cách đó là không đúng. Nếu con chết đi thì những người thân của con sẽ sống như thế nào đây? Anh hai con, má con, kể cả ba nữa. Con biết không, ngày xưa gia đình mình nghèo lắm. Lúc mà anh em tụi con còn nhỏ, mỗi lần trời mưa đến là chòi lá của gia đình mình bị dột hết, kể cả chỗ nằm của anh em tụi con nữa. Ba má phải thay phiên nhau mà che mưa cho tụi con có được một giấc ngủ cho đến sáng. Con ơi, tại sao con dại dột như vậy chứ? Bác sĩ có nói cho ba biết là con đã sử dụng ma túy. Con ơi, con hãy đứng lên và làm lại từ đầu nha con. Nếu con muốn chuộc lỗi thì con hãy vào trại cai nghiện. Hãy bỏ hết quá khứ, làm lại cuộc đời nghe con. Những quá khứ của con không chỉ có ma túy. Dù cho quá khứ của con có tồi tệ như thế nào đi nữa, bây giờ nó không còn quan trọng gì cả. Hãy sống cho tương lai nghe con. Ba cảm thấy rất ấm lòng vì con đã nhận ra được quá khứ tồi tệ của mình. Con gái, hãy đứng lên và làm lại từ đầu nghe con. Ba tin con. Ba ơi,
Có sai lầm nào là không sửa được không ba? Không có sai lầm nào mà không sửa chữa được. Chỉ có những người không biết sửa chữa sai lầm mà thôi. Đi nha má. Ráng lên nghe con, rồi má sẽ lên thăm con thường xuyên. Ngày xưa ba đưa con đi lên Sài Gòn học, con đã thất bại. Lần này ba lại đưa con một lần nữa, nhưng ba tin là con sẽ thành công. Ôi, lên xe đi con. Căn nhà này em sắp xa rồi, em có buồn không? Anh đừng có lo chuyện đó. Thật sự thì em cũng muốn đi đâu đó xa xa một thời gian. Ở trong căn nhà này, nhìn bất cứ vật dụng gì em cũng cảm thấy nhớ bố em hết. Em phải đi thì bố em mới vui thôi. Sao em lại nói như vậy? Tại vì trước lúc bố em mất, bố em có dặn là nếu em cứ buồn hoài thì bố em không thể nào vui được. Bởi vậy em phải vui lên thì bố em mới không buồn nữa. Anh hiểu rồi. Vậy mai mốt dù đi ở nơi đâu em cũng phải vui lên thì bố mới vui được. Chắc là chú Sáu tới. Thôi mình đi em. À, cảm ơn chú. Cảm ơn chú vì không bỏ tụi con. Thôi không cần đâu. Chú làm tròn trách nhiệm với anh Năm thôi. Dạ. Chú sẽ sát cánh cùng hai cháu. Thôi nào chúng ta đi. Tương lai của chúng ta là ở Cà Mau. Dạ đúng vậy. Tương lai của chúng ta là ở Cà Mau. Ừ đi. Chào chị Hồng. Chào anh Thức. Mời anh. Cảm ơn chị. Chị Hồng cho em xin hỏi, em gái của em có thích nghi với đời sống trong trại không chị? Thích nghi rất tốt. Sau 3 tháng ở đây á, cô ấy là một trong những trại viên tốt nhất ở trại. Tuần trước á, chúng tôi có thông báo cho cô ấy biết là cô ấy sẽ ra trại. Chính cô ấy đã từ chối tình nguyện ở lại đây một thời gian nữa. Điều này làm chúng tôi rất bất ngờ. Cảm ơn chị đã quan tâm cho em tôi. Hy vọng là trong thời gian tới, bé Nhàn vẫn luôn luôn là một học viên tốt. Nhàn á là một cô gái mạnh mẽ, chúng tôi rất yêu mến và sẽ tạo đủ mọi điều kiện nếu cô ấy muốn ở lại. Bây giờ cậu có muốn đi thăm cô ấy không? Dạ có. Út Nhàn. Em khỏe không?
Anh hai thấy rồi đó, em rất khỏe. Anh em mình ra đây ngồi đi. Ở trường vừa cho anh biết là em là một học viên rất tốt, anh rất mừng. Bây giờ anh càng mừng hơn khi thấy em vui vẻ và hoạt bát hơn trước nhiều. Ba má ở nhà có khỏe không anh? Mọi người đều khỏe, nhưng ba má nhớ em lắm. Anh biết là em chưa có ý định quay về. Anh hai biết rồi hả? Chị Hồng đã nói cho anh biết, và anh cũng ủng hộ quyết định của em. Em cảm ơn anh hai. Em sẽ cố gắng để không phạm sai lầm như trước nữa. Có một điều em cảm thấy rất vui là lúc nào anh hai cũng ở bên cạnh em hết. Em cứ yên tâm ở lại đây làm việc đi. Anh sẽ giải thích thêm với má nếu má không hiểu. Em không cần phải về nhà gấp nếu em cảm thấy chưa đủ tự tin. Dạ, em sẽ cố gắng anh hai ạ. Công việc sao rồi con? Phần hoàn thiện văn phòng công ty đang được đẩy nhanh. Hiện nay các nhóm thợ đang thay nhau làm suốt đêm. Người chủ thầu nói là sẽ bảo đảm cho kịp lễ khai trương đó ba. Nói gì thì nói, con cũng phải thường xuyên xuống dưới đôn đốc họ. Cái buổi lễ khai trương nó quan trọng lắm, lỡ có chuyện gì không có tốt đâu. Dạ, con sẽ xuống dưới trông coi thường xuyên hơn. Nhưng có một chuyện đáng lo là giấy tờ chưa xong nữa. Bây giờ vẫn gặp nhiều khó khăn. Con không biết là thủ tục có đúng như dự kiến không. Chuyện giấy tờ á, ông Sáu nói ông để ông lo, ba không muốn dính vô. Nhưng con nên nhớ, rừng nào cọp đó. Ba có quen với mấy người ở dưới đó, nếu lỡ có chuyện gì á, lo không được á, thì nói với ba. Ba nói với người ta. Chiều nay chú Sáu sẽ báo về tiến độ công việc cho con biết. Nếu không xong á, con sẽ nhờ đến ba. Giờ ba đi ăn cơm với con được không? Má mày nấu cơm rồi, tao ở nhà ăn với bà. Có rủ á thì rủ con Mai đi. Mấy ngày nay á tao thấy nó buồn buồn lo cái chuyện gì hết. Dạ. Hồi nãy má mày á lên trên lầu kêu nó xuống ăn cơm, nó không chịu xuống. Mấy ngày nay con lu bu công việc quá, con không để ý đến Mai. Thôi để con lên lầu kêu cổ. Em đi ra ngoài ăn với anh không? Em không thấy đói. Mấy ngày nay anh lu bu công việc quá, anh không để ý gì đến em. Nghe gia đình anh nói là em có chuyện buồn. Có chuyện gì vậy em? Cũng không có chuyện gì đâu anh ạ. Tại vì gần đến 100 ngày của bố em rồi, tự nhiên em thấy nhớ bố em quá. Em yên tâm đi, rồi anh sẽ đưa em lên Sài Gòn, rồi về lại ngôi chùa mà em đã gửi hài cốt của bố em đó. Bữa đó anh nhớ đi với em nha. Em mà đi một mình là bố em thấy không có vui đâu. Ừ, anh sẽ đi với em. Mà công việc của anh ra sao rồi? Còn mấy thủ tục anh làm chưa xong, nhưng anh nghĩ rồi đâu nó sẽ vô đó thôi. À, hay là em xuống nhà dưới ăn cơm với mọi người đi. Đừng thu mình ở trong phòng như vậy. Vậy nha em. Đi. Sinh nhật ai mà vui quá vậy nè? Không phải sinh nhật, sếp đoán sai rồi. Vậy là chuyện gì? Tâm, em nói đi, ngại gì nữa? Nói đi, anh hồi hộp quá này nè. Theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản thì công ty của chúng ta đã vươn lên xếp thứ nhất về kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Cà Mau. Vậy chiều nay tan ca, chúng ta đi nhậu một chầu nha. Em nghe chị Tâm nói, anh ca giọng cổ hay lắm phải không? Lát đi nhậu, nhớ ca cho tụi em nghe nha. Được.
Được rồi, lát nữa anh sẽ hát nhóc luôn. Con dự định á, mua cái khu đất này để xây nhà máy phải không? Đây mới là dự tính thôi, còn phải đợi chú Sáu tìm một số nơi khác nữa. Bởi vì con thấy nhà máy cũng không cần thiết phải đặt gần văn phòng. Hiện con đang có dự án là lắp đặt một số nhà máy ở dưới huyện. Theo ba, mình xây nhà máy dưới chợ huyện là rất là hay. Tại vì á, mình sẽ giải quyết công ăn việc làm cho bà con ở dưới đó. Thì con cũng đang bàn với chú Sáu chuyện này. Phải xong việc á, phải xong thủ tục, sau đó mới tính được. À, chú Sáu, mấy bữa nay anh vất vả quá. Ngồi đi anh. Chú Sáu, chú Sáu chạy giấy tờ đến đâu rồi? Thủ tục cũng còn rắc rối lắm. Môi trường làm việc như này nó không giống như ở thành phố. Thật tình là tôi không quen cách làm việc kiểu này. Ngày khai trương sắp đến gần rồi, liệu chú Sáu có lo kịp không? Trước tình hình này tôi không biết làm sao nữa. Tôi đã cố gắng lo hết sức rồi. Có một người bạn giới thiệu cho tôi một cái tay này, gọi là cao thủ trong cái ngành thủy sản ở Cà Mau. Nếu mà anh Sáu có gặp khó khăn gì thì tôi có thể giới thiệu cho người đó để gặp anh. Cái tay này tôi nghe nói là rất có kinh nghiệm trong nghề. Hôm trước tôi định nói với anh nhưng mà tôi thấy ngại quá. Trời đất, anh ngại cái gì? Anh lại khiêm tốn quá rồi. Chuyện chung của công ty thì anh đừng có ngại. Thôi bây giờ anh giới thiệu cho tôi đi. Người ta giúp được mình á thì phải nhờ người ta chứ. Nếu như vậy á, để tôi gọi điện trước, rồi tôi với anh với thằng Hậu á gặp người ta bàn bạc coi sao. Hả anh Sáu? Chúng tôi có hẹn với ba Hậu. Em mời chị đi hướng này. Cảm ơn. À, xin chào tất cả mọi người. Chào chú, xin lỗi tới trễ. Chào. Xin giới thiệu, đây là anh Sáu Được. Còn đây là thằng Hậu con tôi. Còn đây là anh Mười Hận đó anh Sáu. Còn đây là hai trợ lý của tôi, anh Quang, cô Quang. Thôi, mời ngồi. Nếu như tôi đoán không lầm thì anh là chủ dự án đầu tư đúng không? Đúng rồi, tôi là chủ dự án đầu tư. Nghe nói anh là một cao thủ trong ngành thủy sản, nên tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc. Người ta đồn đại quá lời thôi. Anh cần gì cứ nói. Trong ngành thủy sản này không có chuyện gì là không có thể. Chú Sao, nói cụ thể về hồ sơ cho anh Mười Hận nghe đi. Tôi đã đi lại nhiều lần, nhưng cho đến bây giờ thì hồ sơ cũng vẫn chưa hoàn tất. Ở phía trong phòng người ta cứ... Thôi được rồi, bỏ qua mấy chuyện lặt vặt đi. Nói tóm lại là bây giờ bên chú cần chính xác là khi nào sẽ hoàn tất mọi thủ tục kinh doanh. Dạ, thứ hai tuần sau. Chú đưa hồ sơ cho con. Tôi muốn có đầy đủ hồ sơ vào sáng thứ hai. Làm việc đi. Dạ. Chú yên tâm, đảm bảo với chú là sáng thứ hai mọi thủ tục sẽ hoàn tất. Anh Mười thường dùng rượu gì? Với tôi thì không có loại rượu gì tôi từ chối. Nhưng nếu nói về gu thì chỉ có một chữ: đế. Vậy là gu của tôi với anh giống nhau. Từ hồi bước vô kinh doanh, uống toàn là rượu Tây. Lâu lắm mới gặp bạn tri kỷ. Hôm nay tôi với anh không say không về. Em ơi, cho mang rượu đế và đồ ăn lên đi em. Hay, chơi vậy mới đúng điệu là dân thương hồ chứ. Ủa, nói vậy là anh xuất thân từ đâu? Trước kia cũng là dân thương hồ, một thời dọc ngang sông nước vậy mà. Ba nghĩ á, chúng ta là dân thương hồ mà hợp tác với nhau như vậy á thì rất là phù hợp đó. Nói vậy anh ba đây cũng là dân thương hồ à? Đúng vậy. Vậy thì hay quá. Ba cái vụ hồ sơ để tôi lo, tôi không tính công đâu. Sau này mà anh ba gặp khó khăn gì cứ alo tôi một tiếng, tôi giúp anh hết mình. Cùng là dân thương hồ, vậy anh về làm chung với tôi luôn đi.
Hôm nay gặp anh tôi mừng lắm. Em thấy tính cách anh ba hợp với anh đó. Anh nên về làm việc chung đi. Được. Cũng là dân thương hồ với nhau, tôi sẽ về hợp tác với anh. Chú Sáu. Cô Ba. Đã hoàn thành như lời hứa bữa trước. Chúng ta đã hoàn tất hồ sơ rồi. Tài mì hận này đúng là đáng mặt là cao thủ. Vậy xin chúc mừng cậu. Vậy là chúng ta an tâm để chuẩn bị cho ngày khánh thành. Còn phía bên công trình thi công á, người ta nói đã hoàn tất rồi, ngày mai sẽ bàn giao đó. Vậy chú lo cho ngày lễ khai trương thật chu đáo nghe. Được rồi. Nhưng mà chừng nào cậu đưa cái danh sách khách mời cho tôi? Chiều nay anh Mười sẽ đem qua. Những ai cần mời anh ta sẽ lên danh sách. À, mà hôm đó ba má và gia đình tôi sẽ không đến. Có chuyện gì vậy cậu? Tôi cũng không biết. Ba tôi nói sẽ giải thích sao. Chắc ông ấy có chủ định. Thôi nên tôn trọng. Tôi định bàn với cậu chuyện này nè. Ông nói đi. Cậu mời anh Mười về công ty. Vậy cậu cho anh Mười làm chức vụ gì? Tôi cũng đang định bàn với chú. Chưa biết phải tính sao. Hãy cho anh ta làm phó giám đốc. Không được. Vị trí này là của chú. Nó bất khả xâm phạm. Nếu cậu tin anh Mười thì nên cư xử tốt với anh ta. Anh ta mới toàn tâm toàn ý đối với công ty của mình. Còn tôi thì tôi chỉ cần làm trợ lý cho cậu thôi. Cậu đừng có quan tâm đến chuyện đó. Như vậy, khi bước vào kinh doanh, cậu phải đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu. Hãy mời anh ta làm phó giám đốc. Ba. Mình có thiệp mời nè ba. Lễ khai trương của công ty Mai Thành à? Dạ. Một công ty mới thành lập. Nghe đồn là họ có vốn rất mạnh. Họ đang mua lại những công ty nhỏ. Vậy con có biết ai là chủ nhân của công ty Mai Thành? Là người Cà Mau hay là ở khác đến? Con cũng không biết. Có vẻ như mọi thông tin đều được giữ kín. Kể cả những doanh nghiệp và những phóng viên báo tỉnh cũng không được biết. Họ phô trương rất nhiều cơ sở vật chất. Sắp tới công ty này sẽ là một đối thủ rất đáng nể của chúng ta. Hiện nay thì các nhà doanh nghiệp đang mong chờ tới ngày khánh thành để được biết họ là ai. Mọi người, đây là anh Hai Thức, giám đốc công ty Nam Tri. Hân hạnh được biết anh. Hân hạnh được biết anh. Cảm ơn anh đến dự. Xin chào. Công việc của anh hồi này ra sao? Cảm ơn anh, mọi thứ vẫn tốt. Hai Thức có biết gì về nhân vật mới nổi này không? Không, tôi hoàn toàn không biết. Nghe đâu anh ta cũng là người của Cà Mau. Vậy à. Nếu là một đại gia ở đây thì tại sao mọi người không biết? Con người này chắc là một nhân vật bí hiểm đây. Anh Ba Hậu ơi. Oh,
Dạ chào anh ba. Anh thực hiện được khát vọng của anh rồi. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ cùng thực hiện khát vọng của nhau.